Chào các bạn đến với channel VN Computer. Thì trong video này tôi sẽ chia sẻ với các bạn cách để hiển thị mật khẩu Wi-Fi ở trong điện thoại của mình ha các bạn. Thì ở đây tôi có một cái Wi-Fi thế này. Ở đây nè các bạn, Wi-Fi Bảo Trân. Thì lúc này mình đã kết nối với Wi-Fi Bảo Trân xong rồi. Nhưng mà mình không biết được mật khẩu của Wi-Fi Bảo Trân này là gì. Thì cũng có nhiều lý do các bạn. Nếu như cái Wi-Fi này của nhà mình thì chắc chắn là mình sẽ biết mật khẩu rồi ha. Thì không cần phải hiển thị lên làm gì nữa. Tuy nhiên thì có thể là cái Wi-Fi này ở nhà hàng xóm mình xin người ta mật khẩu nhưng mà người ta không có cho, đúng không? Người ta kêu bạn đưa cái điện thoại cho tôi đi để tôi nhập mật khẩu cho. Thì người ta đã nhập mật khẩu vô, mình đã kết nối được rồi, mình xài ké của người ta mà, đúng không? Thì mình không thể nào mà biết mật khẩu của người ta là gì mặc dù đã kết nối được rồi các bạn ha. Cũng có trường hợp nữa là có thể là mình đi uống cà phê hay là mình đi mua sắm ở đâu đó mà cái điểm đó là trước đây mình đã từng truy cập wifi rồi, mình đã từng biết mật khẩu rồi, nhưng mà một thời gian lâu quá mình quay trở lại á thì lúc này nó tự động kết nối nhưng mà mình không nhớ được mật khẩu các bạn, không nhớ được mật khẩu quán cà phê đó là gì ha. Thì nói đến đây thì các bạn nói nếu mình không nhớ thì mình hỏi chủ quán cà phê coi mật khẩu là gì, đúng không? Nếu như mà cái vấn đề mà hỏi được thì là dễ rồi, nhưng mà ví dụ như mình không có hỏi được hoặc là mình không có muốn hỏi các bạn, nhưng mà mình muốn biết cái mật khẩu để mình chia sẻ cho bạn mình đó các bạn, thì lúc này mình sẽ hiện cái mật khẩu của wifi mà mình đã kết nối trên điện thoại nè các bạn, hiển thị lên ha để mình xem. Rồi bây giờ mình sẽ làm lại từ đầu các bạn. Thì để thực hiện cái việc đó thì các bạn vào cái mục cài đặt ha, nhấn vào cài đặt, rồi nhấn vào cái mục wifi nè. Rồi bây giờ mình sẽ hiển thị mật khẩu wifi Bảo Trân ha. Thì các bạn thấy không, wifi Bảo Trân đã kết nối rồi. Thì ở trong đây nè, nó có cái chữ y nè, cái chữ y bên phải của wifi Bảo Trân nè, các bạn nhấn vào cái chữ y này cái ha. Rồi tới cái giao diện này, tiếp theo thì các bạn nhấn vào cái mục chia sẻ nha. Đây, cái mục chia sẻ ở bên phải đây. Đây, thì lúc này nó xuất hiện một cái mã QR code đó các bạn. Nè. Mã QR code ha. Này. Và nó đồng thời nó có cái mật khẩu luôn. Các bạn thấy không? Mật khẩu nè. Con gái cưng nè, thấy không? Mật khẩu là con gái cưng. Đó. Như vậy là mình đã hiển thị được cái mật khẩu của Wi-Fi nha các bạn. Tôi vừa hướng dẫn các bạn cách để hiển thị mật khẩu ở trên điện thoại ha. Hy vọng là video này có thể giúp ích được cho các bạn nha. Nếu như các bạn thấy hay thì các bạn nhớ subscribe kênh của mình để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Còn bây giờ mình sẽ dừng video ở đây nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.